Vâng, thưa quý vị và các bạn, thắng nhọc đội tuyển Campuchia với tỷ số đó là 2-1, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn tỏ ra khá tức giận và mắng chửi học trò. Và khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam thì ông Shin Tae-yong tỏ ra khá tức giận và nói như thế này. Cùng với đó, một số thông tin liên quan đến những chia sẻ của một số chuyên gia và có nói rằng Tiến Linh có lẽ rằng sẽ phải nhường chỗ cho Phạm Tuấn Hải sau khi mà không có được phong độ tốt trong thời gian vừa qua. Cùng với đó là đội tuyển Malaysia gặp vận đen và đó là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng hơn có một chiến thắng. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tủ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua từ đội tuyển Indonesia họ đã có một chiến thắng với tỷ số 2-1 rất sát nút thôi trước đội tuyển Campuchia. Thế nhưng về cái thế trận và những cái cơ hội mà đội tuyển Indonesia họ tạo ra được trước người Campuchia thì là một con số rất lớn. Chỉ có điều là những cơ hội mà họ tạo ra được thì họ không thể tận dụng thành công mà thôi. Cùng với đó thì trong trận đấu vừa qua, đội tuyển Indonesia đã phải trả một cái giá khá đắt khi mà một số cầu thủ đã bị chấn thương, đã bị đau. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc, mặc dù đã có một chiến thắng, có được 3 điểm rất quan trọng trước đội tuyển Campuchia, thế nhưng ông Shin Tae-yong vẫn tỏ ra không hài lòng và tỏ ra khá bực tức. Ông có nói rằng, dù ngày hôm nay chúng tôi chiến thắng, thế nhưng tôi cảm thấy không hài lòng. Các học trò của tôi đã bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội. Những tình huống 50-50 thì tôi đã bảo họ phải cẩn trọng, thế nhưng khó có thể thay đổi được họ được. Chúng tôi hiện nay đang gặp những khó khăn về mặt lực lượng và giờ đây thì lại càng khó khăn hơn. Thực tình mà nói, mặc dù chiến thắng thế nhưng tôi không hài lòng ở trận đấu này. Đội tuyển của chúng tôi cũng đã có một cái lối chơi mà theo tôi là đúng theo những gì mà tôi đã mong muốn. Thế nhưng những cơ hội mà chúng tôi tạo ra được thì những học trò của tôi lại không thể tận dụng được. Đáng lẽ ra chúng tôi đã phải có một chiến thắng đậm hơn. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã có được 3 điểm ở trong trận đấu này. Đội tuyển Campuchia họ vẫn cho thấy được đó là một đối thủ rất khó chịu. Mặc dù trong quá khứ thì chúng tôi hầu hết là chiến thắng trước chính đối thủ này. Và ngày hôm nay thì họ cũng đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt. Thế nhưng chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và chỉ có điều sự may mắn không đến với chúng tôi để có được một chiến thắng đậm mà thôi. Và đặc biệt khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam tại bảng B thì ông Shin tỏ vẻ khá là bực tức và nói rằng: "Đừng hỏi tôi nhiều về họ nữa, đó là một đội bóng mạnh, ông Park thì cũng rất giỏi. Thế nhưng hãy chờ tại bán kết, nếu tôi gặp họ, tôi sẽ có những câu trả lời ở trên sân." Vâng, rõ ràng với đội tuyển Indonesia, họ đã phải trả giá rất đắt sau một chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Campuchia. Mặc dù có 3 điểm, thế nhưng lực lượng về mặt nhân sự của đội tuyển Campuchia rõ ràng là đang khiến cho ông Shin Tae-yong cảm thấy khá đau đầu. Cùng với đó thì mặc dù lối chơi khi mà đối đầu với một đội tuyển Campuchia rất ưa thích thì Indonesia họ đã chứng minh được cái năng lực của mình và tận dụng cơ hội đối với họ vẫn là một vấn đề lớn. Rõ ràng Indonesia sẽ cần phải thay đổi về những tình huống cuối cùng, những tình huống dứt điểm và xa nữa đó là những tình huống mà khiến cho họ có thể gặp chấn thương. Trận đấu vừa qua chúng ta thấy đúng thực sự giống như một trận đấu võ vậy. Khá nhiều tình huống đặc biệt nguy hiểm đã được đưa ra, rất nhiều những cầu thủ đã bị đau và phải nằm sân. Nó khác đi rất nhiều với trận đấu mà Việt Nam của chúng ta vừa qua đấu với Lào, một trận thắng với tỷ số hủy diệt 6-0. Thế nhưng những tình huống phạm lỗi nguy hiểm gần như chúng ta không thấy, và chúng ta thấy được là cái sự quan tâm đặc biệt của những cầu thủ Lào khi mà mỗi lần đội tuyển Việt Nam chúng ta bị đau. Còn Indonesia và Campuchia thì chúng ta thấy rằng đó là không. Với đội tuyển Indonesia thì họ vẫn có một cái lối chơi như vậy thôi, quen thuộc, rất máu lửa, và những tình huống 50-50 thì họ rất quyết liệt, không hề khoan nhượng một chút nào cả. Thế nhưng chính những tình huống đó thì cũng khiến cho những cầu thủ của Indonesia họ bị đau và có những tình huống bị chấn thương. Điều này thì ông Shin Tae-yong thì cũng đã có những sự thay đổi, thế nhưng cuối cùng thì vẫn chưa thể ngay lập tức thay đổi được với đội tuyển quốc gia của Indonesia. Với đội tuyển Indonesia thì bóng đá của họ có lẽ rằng phải hướng đến những lứa trẻ hơn khi mà họ đã có những sự thay đổi và tư duy khi mà chơi bóng, không có nhiều tình huống phạm lỗi nguy hiểm và không có những tình huống chơi 50-50 quyết liệt nữa. Và hiện nay thì AFCUP 2022 của chúng ta đang chứng kiến có rất nhiều các đội bóng được sử dụng bởi các huấn luyện viên ngoại quốc, và cụ thể là 10 trên 10 đội bóng hiện nay đều không có một đội bóng nào sử dụng huấn luyện viên nội cả. Và đáng chú ý thì có tới tận 3 huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, đó chính là huấn luyện viên Parser của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Pan-gun của Malaysia, và cuối cùng đó là ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia. Và như đã biết thì chính vì cái điều này cũng khiến cho truyền thông của Hàn Quốc họ đặc biệt quan tâm. Và mới đây thì ông Shin Tae-yong lại có khẳng định rằng nhiệm vụ của các huấn luyện viên người Hàn Quốc đến với bóng đá của Đông Nam Á để giúp cho bóng đá của Đông Nam Á phát triển và nâng tầm giải đấu tại Đông Nam Á. Và ông nói rằng: "Tôi cùng với các đồng nghiệp đó là ông Park và ông Kim sẽ cải thiện hết cái khả năng của mình để nâng tầm và mang đến cái danh tiếng cho AFCUP, và cá nhân của tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức
để chứng tỏ rằng bóng đá của Indonesia có thể tiến bộ và còn tốt hơn trước rất là nhiều. Mặc dù cũng có những phát biểu khá là ngông, thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy được là cái tài năng của ông Shin Tae-yong là không thể bàn cãi được. Ông ấy đến với bóng đá của Indonesia thì tôi nghĩ rằng là cũng có một phần những cái lý do mà khiến cho cái lối chơi của Indonesia họ tiến bộ hơn. Và đến với Indonesia thì chúng ta thấy được để khó có thể thay đổi ngay lập tức cái lối chơi của Indonesia được. Tôi nghĩ rằng không phải là ông Shin Tae-yong ông cố tình để muốn những cầu thủ của Indonesia họ đá một phong cách xấu xí đâu. Bởi ông ấy từng đã nói rằng là mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng những cầu thủ của Indonesia không thay đổi, họ vẫn phạm lỗi thô bạo. Và điều đó ông nói rằng ăn vào máu của những cầu thủ Indonesia rồi. Nhưng giờ đây chúng ta thấy rằng có những sự tiến bộ, đã có những sự khác biệt rõ rệt với trước đây. Bởi trong những năm trước đây, khoảng 5-6 năm trước thì khi mà đối đầu với Indonesia thì tôi không sợ rằng là chúng ta không thể đá được với Indonesia, không thể kiểm soát bóng, mà chúng tôi sợ mỗi rằng là chúng ta cầu thủ què chân thôi. Những pha vào bóng của Indonesia thì thực sự nó là một cái món đặc sản mà chắc chắn bất cứ một đội bóng nào khi mà đối đầu với họ cũng cảm thấy kinh hãi cả. Điều đó là điều mà chúng ta đã từng được chứng kiến. Thế nhưng giờ đây thì họ cũng dần dần thay đổi. Mong rằng là Indonesia hãy thể hiện một cái lối chơi đẹp hơn nữa. Đặc biệt gần nhất là trận đấu tại AFCUP 2022 này. Những đối thủ của họ hy vọng rằng sẽ không có ai phải vào viện cả. Còn với đội tuyển của chúng ta thì đương nhiên rồi, chúng ta đang hướng đến trận đấu sắp tới gặp Malaysia. Mới đây thì Malaysia đang gặp những vấn đề về lực lượng và những cầu thủ như là hậu vệ có tên là Khuzami PS có nguy cơ sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Và đây là một cầu thủ mà là một trụ cột của đội tuyển Malaysia để giúp cho hàng phòng ngự của họ có thể vững chắc hơn. Thế nhưng giờ đây thì cầu thủ này vẫn đang phải dùng nạng và chưa biết rằng cầu thủ này có thể thi đấu gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta hay không. Đương nhiên thì đó cũng lại là một lợi thế dành cho đội tuyển của chúng ta. Khi mà hiện nay thì lực lượng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta khá dày và chúng ta cũng không gặp vấn đề gì lớn với những cầu thủ bị chấn thương cả. Chỉ có vừa qua thì Quang Hải đang bị đau thôi và cũng bỏ ngỏ cái cơ hội để ra sân. Còn Phan Văn Đức thì tôi nghĩ rằng là sau những quãng thời gian nghỉ ngơi sau Covid-19 thì cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh thôi. Bởi Covid-19 hiện nay thì nó cũng giống như là bệnh cúm thông thường thôi, cũng không có gì là quá lớn cả. Vì vậy mà với đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có lực lượng mạnh nhất và tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một kết quả tốt. Tỷ số tôi nghĩ rằng sẽ là khoảng 2-0 hoặc là 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Còn nói về trên hàng công của đội tuyển của chúng ta hiện nay thì mới đây theo một chuyên gia của bóng đá Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải, thì ông có nói rằng là Tiến Linh thì đang sa sút và đó sẽ là sân chơi dành cho Tuấn Hải, một người sẽ tỏa sáng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại AFCUP 2022. Mặc dù vừa qua thì Tiến Linh cũng đã có được một bàn thắng từ một pha đánh đầu, thế nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì từng đó vẫn là chưa đủ. Và ông có nói như thế này: Tiến Linh đã ghi một bàn thắng rất đẹp, Văn Hậu truyền rất đẹp trong khi mà Tiến Linh cũng đánh đầu trong một điều kiện khá là khó. Đánh đầu ghi bàn được như thế là tốt rồi. Thế nhưng ảnh hưởng của Tiến Linh sau đó là khá bình thường, thậm chí là mờ nhạt. Tiến Linh ghi bàn có thể là một may mắn nào đó, chứ nhìn chung thì cậu ấy không hòa nhập vào phần còn lại. So với đỉnh cao phong độ thì hiện nay Tiến Linh còn kém đi rất nhiều. Rất khó lý giải vì sao Tiến Linh lại đang mất phong độ như vậy. Cậu ấy vẫn được trọng dụng tại câu lạc bộ, thế nhưng thi đấu rất là chập chờn. Để nói bao giờ Tiến Linh mới tìm lại được phong độ thì cũng là điều rất khó nói. Không biết tới bao giờ cậu ấy mới có thể ghi bàn ổn định như ngày xưa. Kiểu đá như trước Lào vừa rồi thì rất khó để Tiến Linh có thể tỏa sáng. Còn trái ngược với một cầu thủ như là Tiến Linh thì Phạm Tuấn Hải lại thi đấu cực kỳ ổn định trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội FC. Và kể cả khi mà thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia, mỗi lần khi mà có được một passer trao cho cơ hội thì Phạm Tuấn Hải vẫn thi đấu rất là thành công. Và chuyên gia Vũ Anh Hải có nhận định về cầu thủ Phạm Tuấn Hải như thế này: huấn luyện viên Pauser có vẻ vẫn đang muốn sử dụng Tiến Linh nhiều hơn. Thế nhưng phong độ trồi sụt của Tiến Linh có lẽ rằng cũng đang khiến cho ông Park khá là đau đầu. Tất nhiên thì ông ấy cũng có những sự dự phòng rồi, đấy là Văn Toàn và Tuấn Hải. Hôm trước gặp Lào thì Văn Toàn cũng đã ghi bàn và đó coi như là một lóe hy vọng về phương án thay thế cho Tiến Linh khi cần. Thế nhưng tôi nghĩ rằng ở giải này thì Tuấn Hải khả năng sẽ được trọng dụng nhiều hơn. Cậu ấy còn trẻ khỏe, cũng rất nhiệt huyết và Tuấn Hải cũng thi đấu rất tiến bộ. Ở câu lạc bộ hay đội tuyển thì cậu ấy luôn rất xông xáo, thể lực tốt. Khả năng Tuấn Hải được dùng nhiều hơn, tôi nghĩ là như vậy. Và ông nói rằng thì thầy Park có lẽ rằng vẫn sẽ dùng Tiến Linh trước Malaysia thôi. Và có thể ông ấy sẽ dùng Tiến Linh trong khoảng thời gian nhất định. Và nếu Tiến Linh đá tốt thì ông Park sẽ giữ. Còn nếu vẫn phập phù như vừa qua thì chắc chắn Tuấn Hải sẽ được vào sân. Tiến Linh dù sao thì vẫn là lỗi khiếp sợ của Malaysia đấy. Ghi rất nhiều bàn thắng đẹp mắt vào lưới của đối thủ này rồi.
nên nhớ rằng ông Park sẽ dùng Tiến Linh vào tối ngày 27 tháng 12 tới thôi. Và nếu không tốt thì còn có Văn Toàn, có Tuấn Hải ở bên ngoài, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Và ông cũng tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đội tuyển Malaysia với cách biệt đó là 2 bàn. Và cá nhân chúng tôi thì cũng có dự định như vậy thôi. Đương nhiên thì không phải là tự tin mà chúng ta đưa ra cái dự định như vậy, bởi chúng ta cũng nhìn vào cái tình hình lượng của đội tuyển của chúng ta, nhìn vào phong độ hiện tại thì chúng ta mới đưa ra được một dự đoán như vậy. Bóng đá thì vẫn có những sai số, và trong trận đấu với đội tuyển Lào, thầy Park cũng nói rằng là bóng đá vẫn hoàn toàn có những biến số cả, khi mà Argentina còn thua cả Ả Rập cơ mà. Thế nhưng nếu đá đúng với phong độ của mình, với những gì chúng ta đang có, thì tôi tin rằng đội tuyển của chúng ta cũng sẽ có một chiến thắng với cách biệt đó là 2 bàn trước người Mã mà thôi. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào và dự đoán tỷ số của trận đấu này như thế nào thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lái nhé. Tới đây thì bản tin của Tuấn Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.